Quý thầy, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể quý vị khán giả, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng và đặc biệt nhất đó. Cảm ơn quý vị. Hôm nay tôi có mặt tại đây là một cái cơ duyên. Xin được cảm ơn anh của mình là anh Hùng và xin được cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân đã hướng về quê của con. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và một cái khúc xin gửi đến quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Thái Hoa có tựa đề Miền Trung máu chảy ruột mềm. Xin ở phía sau
trên. Thì trước khi chúng ta chưa vượt qua vòng phòng đấu giá đã được đặt qua xung đột đó là bộ môn nghiên khối, thì chúng tôi trân trọng kính mời vị nghệ sĩ ưu tú Chị Minh Chi chúng ta trở về sân khấu để nhận số tiền đến từ 50.000 won giống như Tôn Quốc Hải và 50.000 won chúng ta trở về sân khấu để trao số tiền mà đã đóng góp cho chương trình. Và xin mời chị. Và xin mời 50.000 won Huy Hoàng, Huy Nhân Tôn Quốc Hải và Huy Nhân Mạnh Dũng chúng ta trở về sân khấu ạ. Và xin mời hai bạn lợi tâm chúng ta hỗ trợ hai bạn đồng lợi tâm đó ạ. Hai bạn đồng lợi tâm chúng ta ở lại đi ạ. Và kính thưa quý vị, đây là một chương trình chúng tôi sẽ mang đến các bạn đoạn của chương trình nhân văn đúng chất nghệ thuật và đúng chất lời thuật cho một tối ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ không kéo dài chương trình đấu giá. Thì mong rằng những cánh tay, những mảnh vương cô đã có chúng tôi ngày hôm nay chúng ta hãy dâng cao đánh kể và chúng ta hãy hướng về đồng bào miền Trung để chúng ta có một chút tấm lòng để đến cho đồng chung. Và thực phẩm đấu giá đó là thực phẩm đặt ba siêu tổ kích thước cao 1m35 và đường nặng là 28kg và được đức được thầy đức trọng tài đã gây tặng cho chương trình cho buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đây là đức ba siêu tổ cũng mang lại nhiều phúc báo quý cho tất cả mọi người. Và bây giờ xin mời quý vị chứng kiến cảnh nghệ sĩ ưu tú Chị Kim Chi sẽ thay cho chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ nhận một số tiền đại diện cho chương trình, đó là nhân dân Tôn Tấn Thải sẽ trao tặng cho chương trình 20 triệu đồng. Vâng, như Xuân Tiến đã giới thiệu từ đầu thì chương trình chúng ta phát động hơn 1 tháng và cũng đón nhận được rất nhiều những tình cảm của các bạn thường quân, các nhà hảo tâm, các chị nhân dân. Và xin mời Nam Vương Kim Nhung Thị Họ đã ủng hộ cho chương trình 50 triệu đồng. Và chúng tôi rất vui mừng khi được đón nhận những tình cảm của quý vị và đặc biệt là hai Nam Vương ở sân khấu. Và xin cảm ơn nghệ sĩ của Hồ Trịnh Kim Chi. Và xin mời Kim Nhung Mạnh Dũng ạ. Anh Dũng ạ, em xin mời Mạnh Dũng. Chúng em xin mời anh Dũng sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng trao số tiền ủng hộ cho miền Trung khúc ruột thân tình. Và quý vị ngày 21 tới đây thì chúng tôi sẽ trực tiếp đến tất cả các tỉnh miền Trung đang ngập trong bão lụt để cùng lan tỏa những giá trị yêu thương đó. Và chúng ta dành cho nhau những chào cái tên lớn cho những tấm lòng quý báu trong buổi tối hôm nay đi ạ. Vâng, xin cảm ơn Nam Vương Kim Nhung Huy Hoàng, Nam Vương Tôn Tấn Thải và nhân dân Mạnh Dũng rất nhiều ạ. Và xin cảm ơn chị yêu nghệ sĩ ưu tú Chị Kim Chi. Và bây giờ thì trở lại với chương trình đấu giá, thì mong rằng tất cả quý vị và xin mời MC Tân Hoài đặt dùng chúng ta tìm video xuống phía dưới và xin mời phòng âm thanh hỗ trợ chúng ta cao đao trong vòng 15 phút. Nếu tượng này chúng tôi sẽ chúc danh cho vòng 15 phút và đến phút cuối cùng chúng tôi sẽ chúc vị nào sẽ được người đóng góp ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chúc liền và không thể đâu được các vị chờ đợi. Và chương trình còn rất là dài và xin phòng máy. Và bức tượng đặt ma sư tổ cao 1m35 nặng 28kg được làm từ gỗ tôn nghiên khối do thầy Đức Trọng Tài gửi tặng chương trình. Và giá cái điểm được Hùng xin gửi tặng tất cả quý mạnh phẩm vương đó là giá 0 đồng cho buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ theo đao trong vòng 15 phút đồng hồ và chúng tôi sẽ chốt để tất cả quý vương nếu có nghi sở hữu với ngài đặt ma sư tổ của tôi ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta hãy đưa ra mức giá cho tượng đặt ma sư tổ cao 1m và ngang 35 nặng 28kg. Thưa bà, xin mời những cái tay của mình từ bên phía dưới đi ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn ao, xin mời. Xin mời chị từ sơ một chút về bệnh yêu nha. Và đồng hồ chúng tôi sẽ chạy đúng 15 phút và chúng tôi sẽ kết thúc ở giây cuối cùng và chúng tôi sẽ chúc ra. Xin mời chị. Và xin mời những tay của tất cả quý vị buổi tối ngày hôm nay ạ. 10 triệu cho bức giá đầu tiên của đặt ma sư tổ. Thưa quý vị, 10 triệu đồng cho bức tượng đặt ma sư tổ cao 1m và ngang 35. Thưa quý vị, 10 triệu đồng. Và chúng tôi rất muốn thấy những cánh tay tiếp theo sẽ đưa ra mức giá thứ hai của tượng đặt ma sư tổ này ạ. Xin mời mạnh thường quân ông cho buổi tối ngày hôm nay những kinh nghiệm những bài đồng hành. Chúng ta hãy hoan hệ mở rộng tập đồng bên này cùng kết thúc chương trình buổi tối ngày hôm nay với mức đấu giá chúng tôi sẽ kết thúc cho vòng 15 phút. Và xin mời mạnh thường quân ở phía gần sân khấu các ai giơ những cánh tay của bạn. Và xin mời những cái tay của mạnh thường quân ạ. Cho chúng nhà đi. Và sẽ bên dưới sẽ đại diện cho Xuân Tiến sẽ gây về ủng hộ tài trợ để chúng mình chúng ta hãy mở một bao. Chúng ta hãy đóng góp 10.000, 5.000 đây là tấm lòng chúng ta hướng về đồng bào miền Trung và cùng chúng ta chúng tôi với chủ đề
nối vào ngày 21 sẽ đi với tất cả các đoàn anh nghệ sĩ, chúng đó là chúng đoàn đó là chủ tịch hành trình phụ nữ yêu thương và nghệ sĩ ưu tú chị Kim Chi sẽ đồng hành phát quà cho năm tỉnh thành, và chương trình chúng tôi sẽ kết thúc tại tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 26 tới đây, và chúng tôi sẽ phát 3.000 phần quà tặng cho 4 tỉnh thành. Thì mong rằng ngày tốt đồng chí các cô vị chủ hôm nay thì chúng ta hãy nhanh chóng cánh tay để chúng ta hãy hoan hỷ đóng góp một chút tấm lòng, và xin mời quý vị chúng ta hãy giơ tay với thủ tướng đặt hoa sĩ tổ bộ trưởng cho mọi người ngày hôm nay đi ạ. Và thưa quý vị, hôm nay song song với chương trình đấu giá cũng như là song song với chương trình ca nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị một hộp phiếu để tiếp nước. Nếu như quý vị nào chúng ta có muốn ủng hộ cho chương trình thì xin mời quý vị có thể là bỏ trực tiếp vào trong chiếc hộp ghi gửi của chúng tôi, hoặc nếu như quý vị nào chúng ta ngồi bên trong chúng ta không tiện ra bên ngoài, quý vị có thể ngồi ghi tại chỗ và đưa vào cánh tay của mình lên, chúng tôi sẽ mang hộp phiếu đến tận nơi để quý vị có thể ủng hộ cho chương trình. Xin được cảm ơn. Xin mời ca sĩ Thị Phong, chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ mình đẹp. Và hôm nay là sẽ nhận được những tấm lòng quý báu của các vị chủ mời phương tiện hôm nay, và chúng tôi sẽ chúc quốc tử đề sớm hơn để chúng tôi sẽ trở lại với chương trình ca nhạc đại diện các vị chủ mời phương tiện hôm nay nè. Xin mời xếp hoàng và đón một bạn quốc tử đặt hoa sư tổ nhà quân trường đồng của chúng tôi đây ạ. Xin đánh đón quốc tử tạm thành, và cho phép nên hôm xin đấu quốc tử tạm thành trong giây phút này luôn để chờ đợi chúng tôi sẽ chúc giá và bước giá cho bộ tập tỉnh Tây Phương cách thức 60-18 và nặng là tổng cộng 3 đường là 24 kg và cùng đường làm từ gỗ vuông đá nghi khối được thầy đến tổng tài chủ trì trường Tư Minh cũng đã ủng hộ cho chương trình chúng tôi ngày hôm nay, và mức giá của bộ tập thánh này đều sẽ đưa ra mức giá cho 3 tượng này là 9 triệu đồng. Thì thưa quý vị, thân mến, mức giá của 3 tượng tập thánh là 9 triệu đồng và người đặt ba sư tổ là 10 triệu đồng do chính thầy. Xin mời em xin có ai mà có ai mức giá 9 triệu đồng không ạ? Xin mời sư Hoàng đi ạ. Dạ, anh Hoàng đấu giá bộ tượng tam thánh của chúng ta 15 triệu thưa quý vị. 15 triệu cũng đã đầu tiên cho bộ tam thánh Tây Phương. Và kính thưa quý vị, bộ tam thánh Tây Phương cao 60 và ngang 18 và tất cả tổng số tượng là nặng 24 kg. Và kính thưa quý vị, tính luôn đài sai thì tất cả quý vị đã biết tam thánh Tây Phương điện thoại của Đức Quang Nam Bồ Tát, tức là Đức Thầy Thiên Chí và A Di Đà là người vô lượng công đức và Quan Âm là người luôn phù hộ độ sĩ cho chúng ta, và ngay cả Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cũng mang lại nhiều phước báo cho tất cả mọi người. Thì mong rằng bộ tượng tam thánh Tây Phương trong buổi tối ngày hôm nay sẽ kêu gọi đến tất cả quý vị, chúng ta sẽ là một trong những sự đóng góp quý báu cho chương trình miền Trung của Nam Tịnh, và cũng là một sự chung tay về hướng với đồng bào miền Trung và cũng mang lại phước báo cho gia đình của chúng ta. Thì mong rằng so với bức tượng này, con số đời sản xuất cho bức tượng này chúng tôi còn cao hơn nữa ạ. Thì mong rằng những cánh tay của tất cả mọi người chúng ta hãy giơ lên, chúng ta cùng dùng tay về đồng bào miền Trung đi ạ. Dạ xin mời anh. Xin mời anh. Dạ anh Tôn Phát Khải. Dùng ơi, chuyển video cho anh Dũng. 18 triệu cho bức giá thứ hai ạ. Và xin mời anh Dũng ạ. Em xin mời anh ạ. Em xin tăng giá 3 bức tượng là 20 triệu. 20 triệu đồng. Dạ còn anh Khải sao ạ? Dạ anh Hoàng sao ạ? Và kính thưa quý vị, lái con thuyền bát nhã đưa nhân loại về biển tình độ, nhập ngọt đuốc trên tay giúp chúng sanh thoát cõi ta bà. Dưới biển khổ mênh mông, thuyền bát nhã đã hướng đế độ và trong sanh tử kinh trùng địa đà đã cắt qua sông. Anh chính là Đức Phật A Di Đà của chúng ta, một trong ba người tam thánh đang có mặt trên sân khấu mà quý vị đang nhìn thấy đây, do thầy Thích Đồng Tài mang từ thành phố Nha Trang vào trong đây để gửi tặng cho chương trình và đấu giá. Hiện tại mức giá là 20 triệu đồng thưa quý vị. 20 triệu đồng mức giá thứ ba đến trời dụng, và mong rằng mức giá thứ hai đến từ thượng đặt ba sư tổ ạ. Xin mời mạnh thường quân những doanh nghiệp những đơn vị đồng hành đã đồng hành với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Xin mời anh. 10 triệu đấu giá là 27 triệu. 27 triệu cho tượng nào anh chị? 27 triệu cho bộ tượng nào ạ? Dạ 27 triệu cho bộ tượng tam thánh đúng không? Dạ 27 triệu mức giá thứ tư cho bộ tam thánh Tây Phương. Và xin bộ đặt ba bảo giá 10 triệu, xin 1 triệu đi ạ. Ai đấu giá thì 1 triệu lên góp luôn ạ. Dạ. Dạ 27 triệu đồng cho bộ tượng tam thánh của chúng ta thưa quý vị. Ai trả giá cao 1 triệu lên góp được xin bộ đặt ba luôn. Mong đợi đến từ lập về và mình đặt phút ạ. Và tượng đặt ba sư tổ chúng ta đang ở mức giá là 10 triệu đồng. Ai trả cao hơn 10 triệu đồng, 11 triệu chúng tôi sẽ chốt mức giá tượng đặt ba sư tổ luôn ạ. Và tượng tam thánh
Một lần nữa thì xin cảm ơn thầy Đức Đức Đại rất là nhiều đã ủng hộ cho chương trình tới ba vật phẩm và vật phẩm đặc biệt cuối cùng để Hồng Sĩ đấu giá và nhân viên chúc nhân cho vòng 2 phút thôi ạ. Đó là Long Long Quy Phụ rất là đẹp, và từ đây Lê Hồng Sĩ đấu sao khoảng 1 cái một đời thì Lê Hồng Sĩ chúc rất nhanh cho vòng 2 phút để nhân viên tất cả quý vị. Và Lê Hùng xin chốt cho từ sư tổ đặc ba bồi nhiều lần đầu tiên. Dạ xin mời thầy. Xin mời thầy chính ạ. Vâng xin mời thầy ạ, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Thầy đấu giá từ đặc ba từ 12 triệu. 12 triệu đồng từ 12 triệu hay ạ? Vâng, xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy cũng đã phổ cho chương trình 5 triệu và ngày hôm nay thầy cũng nằm rồi về đây để tham gia trong buổi này và cũng đã phát tặng đấu giá từ sư tổ đặc ba. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. 12 triệu cho vượng bức tượng sư tổ đặc ba và bộ tượng tam thánh tây phương với mức giá 27 triệu đồng. Dạ, bức tượng tam thánh của chúng ta đang có ở mức giá là 27 triệu đồng. Không biết là phía dưới có còn cái vị mạnh thường quân nào của đơn vị đại gia nào mà chúng ta đang ngồi phía dưới không ạ? Dạ, cô Quốc Hòa cái này gì cũng chia sẻ không ạ? 27 triệu má. Cô làm tròn ạ. 27 triệu đồng. Dạ. Anh đang chuẩn bị cái đấu không? Chuẩn bị. Dạ, cô đang liên lạc cho người nhà. Mình gọi cho cô trực tiếp luôn đi cô. Đang đợi linh nha, đang đợi linh nha. Và Lê Hùng xin chúc là 2 cho bức tượng sư tổ đặc ba với mức giá 12 triệu đồng. Dạ, bức tượng đặc ba là 12 triệu. Bức tượng bên kia là 12 triệu và bên này là 27 triệu. Và Lê Hùng xin chúc bức tượng sư tổ đặc ba xin được mời thầy Thích Khải Trí và xin mời thầy ạ. Dạ xin lỗi là thầy Thích Bảo Trí ạ. À Thích Bảo, thầy nhiều thầy quá, con nhớ được cái tên cuối là một may mắn rồi. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Đã chốt rồi, con có 12 triệu rồi má. Thầy đi ra. Ờ vâng, xin em xin xuống tiếng. Cô, dạ, dạ thầy ơi, cô Quốc Hòa có hỏi là bây giờ là cô muốn chốt nữa có được không ạ? Không, Lê Hùng đã chốt bức tượng này 12 triệu là không đấu nữa. Quy tắc Lê Hùng là không đấu thêm nữa. Và xin mời thầy này, thầy chỉ là trở về sân khấu ạ. Và Lê Hùng xin chốt bức tượng tâm đánh tiên phương nhanh gọn lẹ của tổ nghiệp hôm nay. Mức giá đầu tiên 27 triệu đồng. Thưa quý vị, 27 triệu đồng. Bác hỏi tiếp ạ. Lê Hùng xin chốt bức tượng tâm linh tây phương với mức giá 27 triệu đồng. Lần thứ hai. Ai đúng không ạ? Dạ còn rất là nhiều má, yên tâm. Dạ còn vàng nữa, con đấu vàng má tượng như là cái gì? Dạ. Và Lê Hùng xin chốt lần cuối cùng. Lần thứ ba xin chốt bộ trưởng tâm linh tây phương với mức giá 27 triệu đồng. Vâng, xin mời chủ nhân là đấu giá 27 triệu đồng chúng ta trở về sân khấu ạ. Dạ con. 27 triệu đồng. Dạ, 27 triệu đồng rồi, cô lên sân khấu. Vâng, chúng tôi xin nhận được một thông tin rất là đáng quý và đáng trân trọng đến cộng đồng Mạnh Thường Quân. Đó là chủ tịch và chủ tịch đối phương anh em chuẩn bị đã ủng hộ cho chương trình là một căn nhà trị giá 30 triệu đồng. Và nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cũng ủng hộ một căn nhà 30 triệu đồng để chúng ta nhận được hôm nay đi ạ. Con xin cảm ơn tấm lòng của chị nghệ sĩ ưu tú Kim Chi và chủ tịch anh Trịnh Kim Thương anh đã chuẩn bị được rất nhiều. Và xin mời xin mời quý vị, đây chính là gương mặt đấu giá của chúng ta 27 triệu đồng chúng ta thưa quý vị và xin cho cô một cặp tay ạ. Dạ, và bây giờ chia sẻ với những cái nhà trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu cùng gặp gỡ và giao lưu văn học nhiều với sự hiện diện của tấm lòng quý báu và chị cũng là
những ý kiến của nghệ sĩ ưu tú Trần Kim Chi. Xin mời quý vị